Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói, thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay quý ông bà, anh chị em đến với chương mục truyền thông lời hằng sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm qua Chủ nhật thứ tư Phục sinh, hay còn được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta đã được nghe bài tin mừng mà Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta. Ở nơi đó, Chúa Giêsu ví Ngài như là cửa cho chiên ra vào. Ai qua cửa ấy mà vào thì được sự sống đời đời. Chúa Giêsu chính là cửa để dẫn tới sự sống trường sinh. Và cũng tiếp nối trong mạch văn ấy, hôm nay chúng ta lại được nghe bài tin mừng nói về người mục tử nhân lành. Chúa Giêsu ví Ngài như là vị mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên và cho đoàn chiên của mình. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, vì vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại chúng ta, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để ở với chúng ta. Ngài đã liên đới và chia sẻ phận người với chúng ta trong mọi sự. Ngài trở nên người mục tử nhân lành, hằng nuôi dưỡng, chăm sóc và chăn dắt đoàn chiên của Ngài đến cùng Chúa Cha là nguồn mạch sự sống, như là dòng suối mát và đồng cỏ xanh tươi. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống, hiến dâng mạng sống cho đoàn chiên của mình. Như Chúa đã nói trong Kinh Thánh, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình. Vâng, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đã hiến mình vì đoàn chiên. Hôm nay chúng ta được lắng nghe lời Chúa và với bài tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta cũng hãy trở nên giống Chúa như là những người mục tử nhân lành. Trong gia đình là cha mẹ, chúng ta cũng hãy hy sinh, hiến mình cho con cái của mình. Trong cộng đoàn hay môi trường sống, chúng ta cũng được mời gọi như là những người mục tử, hiến mình, hy sinh, phục vụ anh chị em, tha nhân của chúng ta. Và trong suốt tuần này, chúng ta được nghe những bài tin mừng nói về những người mục tử nhân lành. Ước gì chúng ta trở nên gương mẫu của đời sống tốt lành, người Kitô hữu, và chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Xin Chúa ban cho giáo hội những người mục tử nhân lành, những người mục tử hăng say nhiệt thành, loan báo tin mừng của Chúa và hy sinh để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa tới dòng suối mát và đồng cỏ xanh tươi là phúc trường sinh mà Chúa hứa ban cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em.